chính thức kết thúc chiến dịch truy tìm quái vật hồ Loch Ness trong thất vọng. Mặc dù hơn 200 thợ săn quái vật cùng hàng trăm tình nguyện viên tham gia với rất nhiều trang thiết bị tối tân hỗ trợ, tuy nhiên mục tiêu tìm thấy bằng được Nessie, con quái vật dưới hồ Loch Ness, đã hoàn toàn thất bại. Theo như đã thông tin trước đó, hàng trăm tình nguyện viên cùng các chuyên gia và thợ săn đã tổ chức chiến dịch truy tìm quái vật hồ Loch Ness ở Scotland, Vương quốc Anh. Các thiết bị khảo sát tối tân nhất bao gồm máy bay không người lái, máy quét nhiệt, đầu thu sóng địa chấn và rất nhiều những thứ khác đã được huy động đến hồ Loch Ness. Trong suốt quá trình tìm kiếm, nhóm thợ săn quái vật chỉ phát hiện điều bất thường duy nhất đã là 4 tiếng rít đặc biệt. Tuy nhiên sau đó nhóm nghiên cứu đã bác bỏ nhận định trên. Họ cho rằng có thể đấy là tiếng động từ một đàn vịt trên hồ tạo ra. Cuối cùng, chiến dịch với quy mô lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây đã kết thúc và thứ để lại vẫn là một con số không tròn chỉnh đáng thất vọng. Không có bất cứ hình ảnh hay video nào về sự tồn tại của con quái vật Nessie dưới hồ Loch Ness. Kết quả của chiến dịch trên cũng bắt đầu làm nhiều người hoài nghi rằng liệu quái vật hồ Loch Ness có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay không, và tất cả chúng ta vẫn đang mơ hồ về nó, chứ thật ra chẳng có con quái vật nào tồn tại giữa hồ Loch Ness.